Xin chào tất cả các em. Hôm nay thì cô Nga rất là vui khi được đồng hành cùng với chúng mình trong một cái bài học rất là thú vị. Một cái bài học mà sẽ dẫn lối chúng ta quay trở về tìm hiểu những cái trang sử vẻ vang, những cái trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, gắn liền với một cái địa danh rất là nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Hà Nội được biết đến với rất nhiều những cái vẻ riêng có. Hà Nội trẻ trung, hiện đại, Hà Nội phồn hoa đô hội, nhưng mà chúng ta cũng có một cái Hà Nội rất cổ kính với những cái công trình kiến trúc như là Khuê Văn Các, Chùa Một Cột hay là Hồ Gươm, đúng nhỉ? Hồ Gươm, nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta có thể cảm nhận được đây là một cái nơi mà có cảnh quan xung quanh rất là xanh mát, rất là nên thơ, duyên dáng như một cái lãng hoa mộng mơ. Cái khung cảnh rất là bình yên như thế này, đã bao giờ mà các em tự hỏi rằng là tại sao một cái hồ nên thơ và xanh mát như vậy lại có một cái tên gọi rất lạ lùng là Hồ Gươm chứ ạ? Thế thì bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta lý giải xem là cái tên gọi này đã ra đời như thế nào, gửi gắm những khát vọng gì của ông cha các em nhé. Mời các em sẽ mở sách vở ra và chúng ta học bài đọc hiểu sự tích Hồ Gươm. Các em ạ, trước khi mà chúng ta bước vào những cái bước để chúng ta đọc hiểu một văn bản truyền thuyết thì chúng ta sẽ cần phải nắm được các mục tiêu sau. Mục tiêu đầu tiên đối với giờ học ngày hôm nay đó là chúng ta cần phải phát triển cái năng lực đọc, thực hành được các bước đọc hiểu một văn bản truyền thuyết là như thế nào, đồng thời hiểu được cái đặc điểm của cốt truyện, nhân vật chính và chủ đề của truyện. Từ đó có thể dễ dàng nhận ra cái điểm tương đồng và khác biệt với những truyền thuyết cùng chủ đề. Ngoài ra thì các em cần bồi đắp phẩm chất yêu nước thông qua việc là ta có ý thức tìm hiểu cội nguồn của những địa danh lịch sử của đất nước và các anh hùng dân tộc. Có thái độ yêu kính, tự hào và biết ơn công lao của những thế hệ đi trước. Như vậy là các em đã biết cái đích đến của bài học là gì rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước đến cái thao tác là khám phá kiến thức của bài học này như thế nào nhé.